xử lý nốt viên này. Đây, hôm nay về nghiệm thu này, nhưng mà công trình là Chào Khâm, xin được mến chào toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Nắng Mai TV các bác nhé. Ngày hôm nay Khâm có mặt ở nhà của anh Nô Máy để ghi hình, nghiệm thu tất cả mọi các công việc của đội thợ xây tại nhà anh Nô Máy. Và chốc nữa thì nếu như không có gì thay đổi trong quá trình là xây dựng nhà cửa thì Khâm sẽ thanh toán số tiền còn lại của anh em công thợ. Bữa trước thì anh mình về đây xây dựng công trình có ứng trước anh em mình 2 triệu để mua thức ăn. Thì đến thời điểm hiện tại là còn 23 triệu nữa. Một cái ngôi nhà thì công cán cũng không khác gì những cái ngôi nhà là khác là bao. Thì do thì là gần như tần suất công việc thì cũng như nhau. Cái thứ hai thì là cái ngôi nhà này thì cũng ở khá là xa chỗ anh em thợ mọi người ạ. Thành ra thì là không thể nào mà trả được thấp hơn anh em thợ nữa rồi. Mọi người biết là một ngôi nhà thì mình dao động khoảng 25, 26, 27 triệu tùy từng ngôi nhà, tùy từng yêu cầu về xây dựng nữa. Thì cái ngôi nhà của anh Nô Máy thì ngày hôm nay là cũng đã hoàn thiện phần đội thợ xây rồi. Bây giờ là mời tất cả cô bác anh chị cùng dõi theo bước chân của cháu Khâm vào xem là nền rồi là các cái phần chát chít xây dựng ngôi nhà đảm bảo chưa. Ôi đây này mọi người ạ, mới có một cái bóng điện bé tí tẹo này thôi, thế là đã thu hút rất là nhiều các cái con bướm về đây này. Trên này là không thấy là phải hơn chục con bướm đêm rồi, có bướm to có nhỏ có rồi là các cái màu luôn, màu trắng, màu nâu, màu xanh, màu vàng đó. Thế thì cái vấn đề rằng là ở rừng núi thế này thì là để cái ô thoáng thì rồi gia đình cũng rất là có nguyện vọng mong muốn là không để nữa. Thì cái này buổi tối thì đóng cửa sổ vào, đóng cửa chính vào thì nó không bay vào được nữa. Tất nhiên mình sẽ có cách xử lý, nhưng mà mong muốn của gia đình vẫn là không thích để hơn. Hôm qua thì không ghi hình video cho các bác xem thì anh em thợ tiến hành là làm tổng lực một cái ngày cuối cùng. Sạch chưa anh Nô? Hay là cùng nhìn ngó lại nền gạch hoa nhà anh Nô một chút. Hôm qua thì không cập nhật thì đội thợ cập nhật trên video ấy thì các bác thấy đội thợ mới đang lát đến đây thôi. Thì đến hôm qua tối thì khi mà anh em sắp nghỉ thì Khâm cũng mới ở đây về. Thì là anh em làm được đâu đó là gần hết cái chỗ phòng khách như thế này. Và phía bên nửa phòng khách bên kia cũng như là phòng ngủ bên kia anh em chưa làm. Hôm qua thì anh Mỹ là nhắn tin rất muộn là khoảng 10 giờ buổi tối qua. Thì anh em làm cho xong luôn thì sáng nay Khâm chỉ đến nghiệm thu thôi. Kiểm tra hết gạch các kiểu chưa anh Nô, chị Máy? Gạch có chỗ nào bị làm sao không? Đợt này thì rút kinh nghiệm nhà chờ phụ xây một chút. Nhà chờ phụ xây cũng không phải là xấu đâu, chẳng qua là tối hôm đấy anh em cũng làm tối. Tuy nhiên thì là có một số chỗ là mạch, ví dụ nó không đều một chút thôi. Xem lại hôm nay, hôm qua thì xem phòng ngủ này rồi, đẹp rồi. Cái này rửa qua một lượt nữa đấy chị ạ. Trước mắt là lau qua. Bây giờ này mình lau qua thôi đúng không? Xong là tới này mình lại rửa qua một lượt nữa. Để lấy nước vào rửa qua trước khi vào ở ấy nhá. Không là sau này cho đồ các thứ vào là không khó rửa. Đồ thì tới này là bên bà Hiền Nguyễn ở Mỹ là cũng
tài trợ cho. Thì hiện tại anh Công là Khâm cũng hỏi anh cũng đang gia công. Thì đợt này thì là anh lên làm các cái giường đây, thì Khâm cũng bảo anh đo cửa, làm cửa cho anh em mình luôn, tiện xe một chuyến thì anh chở các cái đồ này vào thì anh ấy làm luôn cho anh em mình. Chứng nhất anh đồ nhá, dòng mà, dòng mà. Dòng ạ. Được không chị máy, vào đây xem nào. Đấy bé này bây giờ là tháng chơi ở đây được rồi này. Nhà sạch rồi. Ừ. Đầu tiên là chào tất cả các ông các bà đã. Cháu chào các ông các bà, cháu chúc các ông các bà mạnh khỏe. Cháu chào cô Vinh, cháu chúc cô Vinh mạnh khỏe. Cháu đây 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 đây. Anh chào chung chung thôi. Đấy. Chị máy chào nào. Cháu chào các ông các bà, cháu chúc các ông các bà mạnh khỏe. À rồi, ngắn gọn thế thôi, biết là muốn chào cô Vân nhưng mà bây giờ còn rất nhiều cô nữa. Thì là các bác thông cảm một cái lời chào ngắn gọn như vậy thôi. Còn cô Vân thì bao giờ cũng là cái hình ảnh mà hai vợ chồng cực kỳ là không thể quên được trong cái cuộc đời này rồi. Cái ngôi nhà này là cái sự hiện diện của cô Vân. Ngoài ra thì cũng phải nhắc đến hôm kê khai tài chính thì em sẽ nhắc thêm một vài cái tên. Nhưng mà ở đây thì chủ đạo thì một cái ngôi nhà, chỉ ba nhà hảo tâm. Trong đó thì có cô Vân là chiếm hơn 90% rồi. Ngoài ra thì có cô Liêm. Nhớ này, cô Liêm ủng hộ 10 triệu nữa nhé. Cái nhà này này, bà Liễu Không ủng hộ 6 triệu. Còn bà Liễu Không trước đó cũng đã ủng hộ những cái khác thì em cũng đã trao tiền mặt cho anh chị rồi. Còn dưới góc độ ngôi nhà này thì là vừa rồi là có thêm cô Kim Cúc nữa, ủng hộ 1 triệu vào nữa. Đấy. Thì bây giờ nhớ, nếu mà nhớ được cô Vân thì cũng phải nhớ các cô khác. Cô Liêm này. Chị nhắc em nào, cô gì? Cô Vân, cô Liêm. Cô Liêm. Cô Liêm. Liêm. Liêu. Bà Liễu Không. Bà Liễu Không. Cô Cúc. Cô Cúc. Rồi. Đây là còn đợt rồi thì là nhớ không nhầm có cô bác Hinh thì là gửi tiền đến, cháu Khâm đến đem cho một lần, rồi là bác Hùng cũng có quà, cũng có một số bác nữa. Đó. Thì rất là cảm ơn tất cả các bác nhà hảo tâm. Đến thời điểm hiện tại là ngôi nhà của mình gọi là sắp về đích rồi, được làm cửa vào nữa thôi là mình sẽ được về đích rồi. Tham quan hết chỗ, quan chỗ này thì hôm qua chưa được tham quan này. Gạch này có thừa viên nào không? Không thừa tí nào à? Đủ hết luôn à? Ai da, không thừa, không thiếu một tí nào. Đấy, thế thì hôm qua Khâm mới bảo anh Mỹ là anh làm sao làm thì làm, đừng có để vỡ viên gạch nào nhá. Ố, hôm qua ngủ đây à? Thảo nào nhẫm vào thì ấm. Tới qua ai với ai ngủ đây? Anh có ở đây. Anh có được xe anh. Báo á? Báo anh á? Báo em á? Báo con rể của nhà chơi này á? À, anh rể đúng không? Anh ngủ đây à? Ngủ với ai? Mày 2 giờ đấy. Mày 2 giờ làm sao? Mày 2 giờ làm. Tối qua? Thế tối qua anh Mỹ bảo làm đến 10 giờ thôi mà. Tối qua làm cả đêm luôn cả. Ý giờ anh Mỹ về chưa? Ở đây anh Mỹ, anh say ơi. Xử lý nốt viên này. Đây, hôm nay về nghiệm thu đây, nhưng mà công trình là còn viên này nữa. Xem xử lý nào, xử lý. Vâng. Mấp mô một tí này. Thở là lên trên kia hết rồi. Lên trên hết vừa đo. Bắt đầu xây chưa? Đầu xây. Tí nữa sẽ cùng anh em cùng nhau đi luôn. Về cơ bản thì em nhìn ngó qua hết rồi. Mọi cái thì cũng không phải rằng là
từ lúc xây đến hôm nay mới nhìn đâu, mà là từ quá trình làm móng lên, rồi từng viên gạch, rồi từng cái sang cửa, từng cái ốp, từng viên gạch thì ngày nào cũng lên xem thôi. Hôm nay chỉ lên gọi là xem ngó qua các cái phần lát cuối của ngôi nhà. Hôm qua là đúng chính xác là mấy giờ xong? 11 giờ. 11 giờ à? À, đến lúc nhắn tin 10 giờ kia là sắp xong rồi đúng không? Vâng. 11 giờ. Viên này là như nào hôm qua? Này chỗ có hai cái góc bị thôi. Bởi vì cái này thì vừa đạt xong rồi lau nhanh quá. Lau nhanh quá mình không lắc kịp cho. Sáng mới lau mà. Không. Qua mình vừa lắc họ vừa lau. À lau, vừa lát vừa lau luôn à? Vâng. Gia đình cũng không đi ngủ à? Không. Cũng ở đây mà. Sợ vỡ viên gạch đấy anh Mỹ ấy. Sợ vỡ đấy. Bây giờ vỡ không có gạch rồi đúng không? Hết rồi đúng không? Hết sạch đúng không? Vâng. Thế em mới bảo là đừng để vỡ viên nào nhá. Mày không vỡ viên nào luôn đấy. Vườn tầm luôn đấy. Từ từ anh, thế này. Không thì cho xi vào bên cạnh luôn. Được không? Cho xi vào cạnh. Bơm từng tí vào. Nhấm nhấm như này vỡ đấy. Ê, hôm qua về không phải là hôm qua là em ghi chỗ này là chỗ mình cán ấy thì nó bị thiếu. Thì mẹ chứ còn mẹ... nếu mà làm xong lau thì không ấy được đâu. Vừa. Tóm lại là ok hết rồi, có mỗi cái viên gạch này là em thấy em nãy em đi qua em nhẫm tí là em thấy nó. Hôm qua vừa thử tất cả cũng ok rồi. Bây giờ lên cậy lên được không? Vâng. Nhà này thì anh Nô vẫn phải rửa qua một lượt nữa mới sạch sẽ được. Rửa qua rồi cho xà phòng vào rửa anh Nô ạ. Xà phòng và đánh bong hết các kiểu nhé. Để mai đi nhé. Còn cái phần sân thì là thấy hôm qua cũng muộn lắm thì anh Mỹ điện cho Khâm là anh Nô ra đây. Là cái bột này em mang lên là quyết định là không láng à? Để kè trước à? Ý là muốn đợi là kè được sau này láng một thể á. Nhưng sau này trời mưa thì nhà anh chị bẩn lắm. Hôm qua em bảo là em bảo láng ấy thì mình bố trí là mình láng đến khoảng đây thôi, 2 mét thôi. Để cho cái chỗ này sạch đã, san đất các kiểu ra. Bây giờ mà sau này vào ở ấy, khô thì không sao, mưa nếu mà vào nhà rất bẩn. Ai chả biết như thế. Ai chả biết như thế, hôm qua em lấy bột đá về thì em bảo là mọi người có kè ấy, à, mọi người có láng ấy thì bảo thợ còn đông thì hỗ trợ nhau là láng 2 mét ở đây thôi cho nó sạch thôi. Còn phía đằng trước này thì các anh các chị sau này muốn kè thế nào thì em tùy anh chị thôi. Khâm còn phải về xem, Khâm còn chưa làm cửa này. Khâm còn thanh toán tiền cửa, tiền mái với lại lắp điện các thứ nữa này. Thành ra thì là sợ không còn tiền để làm. Các anh chị làm cái phần này thì gia đình tự chủ thôi nếu như không có duyên nữa. Chỉ cả phần công trình phụ thì bây giờ gạch còn thừa nhé. Gạch còn thừa thì gia đình muốn làm công trình phụ hoặc là gia đình muốn là làm bếp thì gia đình tự bố trí. Năm nào có tiền thì mới làm á. Cũng rất nhiều bác và Khâm là cố gắng kêu gọi thêm cho gia đình. Thì anh em mình trong quá trình vừa làm nhà thì cũng vừa kêu gọi thôi. Thì bây giờ đến thời điểm hiện tại thì ngoài những cái tên vừa rồi Khâm đọc đến các nhà hảo tâm thì cũng không còn bác nào gửi thêm tiền nữa. Không biết là đến từ giờ đến cái ngày mà anh em mình bàn giao xong hết cửa giả mọi cái, anh em mình bàn giao, anh em mình công khai tài chính thì có còn thêm sự giúp đỡ nào không? Có thì cháu Khâm vẫn luôn sẵn sàng là đồng hành để giúp gia đình là có thể là làm thêm một cái công trình phụ nữa.
Tuy nhiên thì nếu mà không có thì gia đình cũng phải chấp nhận thôi, bởi vì cái chủ đạo ở đây là mình đã hỗ trợ được cái ngôi nhà rồi, rất là đẹp rồi. Đấy, gia đình cũng không dám đòi hỏi thêm, và mình thì đi làm mình vẫn kêu gọi thêm, tuy nhiên nếu mà không có ai giúp đỡ nữa thì không biết nào, cô Vân cũng giúp rất là nhiều rồi. Đấy, rồi các bác khác giúp được thì các bác cũng đã giúp rồi. Thành ra nếu như mà còn trợ duyên, nếu mà không có nữa thì coi như rằng là sau này gia đình phải tự cố gắng thôi. Chị Mái ạ. Còn cái bột đá này hôm qua thấy anh Mì gọi cho và gia đình và là chưa làm vội để sau này làm một thể ra đây, không biết bao giờ làm được. Nếu mà chưa làm vội ấy, trời khô thì không sao, trời mưa đến chỗ này rất là bẩn. Thôi cứ từ từ từng bước một, bây giờ không phải làm xong hoàn thiện cái nhà này đã. Nó có bây giờ còn phần cửa này, phần điện này. Trước mắt là còn hai phần quan trọng như thế để mà được vào sinh hoạt. Điện thì gia đình sẵn có cái đường điện ở nhà cũ rồi, mua đồ điện về và lắp vào thôi. Đấy, chỗ này dọn dẹp đi nhá. Em thấy đứa con của chị chạy không đi dép cả anh Nô, không đi dép đinh mấy hôm nọ thấy rất nhiều nhá. Dọn dẹp đi, dọn dẹp sạch sẽ đi. Các kiểu ở đây đi. Này, con của chị đi nghịch xi măng đi kìa. Thấy chưa? Cho hết lên đầu rồi kìa. Hay là hôm qua đổ xi không đều? Đều. Nó kéo hẳn thế là ra. Đấy, xử lý đúng nốt viên này nữa là em thanh toán tiền công còn lại cho nữa. Bởi vì các anh đi rồi thì không có ai biết sửa đâu. Sáng nay vừa về đến nhà xong em gọi xuống luôn. Em bảo là hôm nay xong em lên nghiệm thu em thanh toán mà. Úi, bập cẩn thận chứ. Nhà nào cũng thế thôi, em làm xong thì em sẽ nghiệm thu. Vâng. Nghiệm thu không vấn đề gì là sẽ thanh toán tiền cho các anh, bởi vì các anh đi làm cũng vất vả rồi. Bây giờ xong thì cái tiết mục chờ đón nhất thì cũng là nhận cái công cán của mình về để sinh hoạt cho cuộc sống vợ con chứ. Thì cũng không muốn cầm tiền của các anh lâu đâu. Nào. Không cần cạo nhiều ra đâu mà. Cạo bằng bằng ra. Hôm qua đổ nó cứng ở bên ngoài, lấy ra. Cạo cái xi được rồi. Ngày hôm qua là làm đêm là có mấy người? Tất cả anh em gì? Có 5 người. Anh mới anh say mới ai? Xính. Báo em ăn báo. À, báo em báo. Còn các anh em khác là về hôm qua cơm xong là về à? Vâng. Nên mình ăn trưa phải đây xong là phải tiếp tục làm không? Thank you.
Hay là hôm nào anh nghỉ rảnh thì là bố trí về đây lắp điện ngày nữa nhỉ? Vâng. Đó, điện nhà này thì chắc là mình sẽ đi mua về như nhà của trơ máy nhé. Vâng. Sau đấy thì là về lắp. Trước mắt thì chỉ xung quanh trong nhà này thôi. Đường điện này, kéo đường dây tổng ở nhà vào đây. Đây thì ba phòng ngủ ba bóng, phòng khách hai bóng, ngoài một bóng, để một đường chờ ra bếp. Đây là đi năm bóng, sáu bóng. Cứng rồi đâu. Cứng rồi. Cẩn thận không lại vỡ nhá, không vô gạch đâu nhá. Xong anh Nô thì chủ động dọn dẹp ở ngoài này đi nhá. Chủ động dọn dẹp đi xong là san mấy cái đất cao cao bên kia thì san đẹp đẹp ba ra bên kia trước đi. Kể cả mình không láng thì chỗ này vẫn phải san cho nó bằng bằng đi lại cho nó dễ nhá. À, xi măng còn thừa thì đậy vào cẩn thận nhá. Mang đậy vào cẩn thận đi. Thế nào bây giờ xi măng còn này, bột đá còn này, gạch còn này. Thì máy ạ. Được thì gia đình em nghĩ là gia đình bố trí là đào bể phốt làm cái công trình phụ đi. Đấy. Bảo anh Nô là như thế. Bây giờ là chủ động là mình đào bể phốt bên này đi, làm ở bên này thì bây giờ còn gạch, còn xi măng, bột đá ở đây còn. Thì trước mắt là cứ làm đi. Làm đến đâu hay thấy tiền có đến đâu làm đến đấy trước đã. Chứ anh chị bảo mấy năm nữa em nghĩ anh chị không bao giờ để có thì vẫn có, nhưng mà em nghĩ rằng là đợi thì đợi đến bao giờ thì mình mới có thể làm được. Thì không lên kế hoạch cho là bây giờ trước mắt nhé, xi măng còn này, gạch còn này, đất có rồi, bột đá có. Bà anh Nô là em Khâm bảo là bây giờ là mình đào bể phốt đi nhá. Đào bể phốt sau đó thì là trước mắt là có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu như thế đấy. Ngày xưa anh Báo cũng thế thôi, anh Báo cũng tự làm đấy. Ngày xưa anh Báo là cũng tự làm, tự đào, có lại mình cung cấp vật liệu, anh ấy tự bỏ công bỏ sức ra. Thì tất nhiên là sau này nếu mà khi em bàn giao nhà cho em còn tiền dư ra ấy, còn tiền dư ra nhé, giả sử như còn nhé, nhưng khả năng dư là ít, rất là ít mọi người ạ, thì có dư ra cũng không đáng kể. Thì lúc đấy mình một là còn ít thì sẽ bàn giao lại cho gia đình, hai thì là nếu mà có bác nào giúp thêm thì mình sẽ bố trí thêm thợ về để mình làm thêm được cái công trình phụ nữa. Còn về cái bên bếp như này thì gia đình sau này ý định làm bếp củi, dựng gỗ, dựng lợp lô, cái đấy thì gia đình làm như nào gia đình tự bố trí làm, để tùy ý gia đình thôi. Thế còn cái công trình phụ nhà tắm, nhà vệ sinh thì cũng rất nhiều bác đóng góp cho là một cái rất là thiết yếu. Bây giờ thì nhà thì đẹp rồi mà cái chỗ đi vệ sinh các thứ không có thì cũng rất là khó. Đấy, cứ đi rừng đi núi suốt thì làm gì có văn minh ở đâu ra. Khách khứa đến nhà thì cũng cần để mà có một chỗ đi, chứ bây giờ khách đến thì lại chỉ là đi ra nương hay đi lên rừng thì cũng khó. Nhà thì rất đẹp rồi mọi người ạ.
Hãy dọn dẹp đi, sạch sẽ đi. Đảm bảo rồi đấy nhờ. Vâng. Cái chỗ này dọn dẹp sau, cái chỗ này thì đến đến chiều đi. Chiều mới dọn được nhé. Bảo gia đình thế. Còn là công việc thì em nghiệm thu ok quá hết rồi. Nhà này thì lát đẹp hơn nhà chợ phụ xây một chút rồi. Tự tay mình lát thì. Các anh em thợ là lên trên kia làm hết rồi đúng không? Vâng. Hôm nay là cũng đã chủ động đi để rút cái số tiền công thợ còn lại của anh em để gửi cho các anh. Về cái phần việc đằng sau này thì anh biết nói tiếng truyền đạt dễ hơn cho anh Nô để anh bảo giúp em. Là bây giờ gạch còn thừa này, bột đá còn này, xi măng còn này. Thì chủ động là đo đạc đào cái bể phốt để mình làm trước cái phần bên này. Vâng. Còn sau này anh em mình rời đi, khả năng là gia đình là cũng không có khó làm được lắm. Nói là bảo mấy năm nữa kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền về còn bao nhiêu việc. Thứ nhất là ăn uống gia đình, cái thứ hai là cái phần kè đằng trước còn chưa đâu vào đâu. Thế thì khi mà vật liệu còn dư thì không, cũng tận dụng hết mọi thứ thôi. Thế còn tiền xây dựng ngôi nhà này thì cũng xịt soát về những cái khoản dùng cuối cùng rồi. Xem không biết là có còn dư được đồng nào hay không. Nhưng mà xem ra là khoảng 117 triệu mà cộng tất tần tật các cái khoản chi tiêu vào thì không nghĩ là khó để mà dư ra được lắm. Bây giờ là còn cái phần chưa thanh toán thì là về phần cửa, phần mái và tới này lắp điện nữa. Hôm nào anh Mỹ đang rảnh xem bố trí về ngày. Vâng. Cùng em đi mua đồ điện cho nó là vào đây lắp của em. Vâng. Còn là số tiền còn lại của anh em thợ là 23 triệu, đợt trước ứng 2 triệu ra rồi. Vâng. Thì hôm nay Khâm sẽ đếm và thanh toán nốt cho các anh. Nhà thì nghiệm thu ok rồi. Các nhà sau thì cố gắng phát huy thôi. Anh em nếu còn cơ hội còn đồng hành thì hy vọng là sẽ vẫn được đồng hành với các anh để làm tiếp những cái ngôi nhà tình thương mới cho bà con. Vâng. Xong cái này thì mình sẽ tiếp tục là nhà nô xuống ở trên kia các bác nhé. Bây giờ thanh toán nốt nhé. Vâng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 47
23 đúng không? Anh em rút thừa, anh em đếm lại đi. Đếm lại một lần nữa. Bởi vì đếm lại đi, 46 tờ mới là đủ 23 triệu. Anh say đếm đi. Nhờ khách quan đi. Đủ rồi đúng không? Thế là em rút thừa 1 triệu. Còn về các cái công thờ của nhà công Nhật trên nhà nô súa trên kia thì em cũng sẽ bố trí trong video sau là cũng sẽ gửi luôn cho anh em nhé. Ở nhà nào thì gửi tiền nhà đấy cho nó tránh bị lẫn. Đấy. Thì đáng lẽ là các anh về rồi thì em cũng lên trên kia gần các anh gửi tiền công nhà của nô máy trên kia cho cũng được thôi, nhưng mà sợ mọi người xem mọi người lại nhầm lẫn đấy. Đấy, mọi người lại lẫn. Thế anh xin cảm ơn nhé. Cũng như là hôm nay vào đây thì ok hết, có mỗi một viên gạch là nó bị mấp mô thì mình phải xử lý luôn. Không sau này là không xử lý được là nhẫm nhiều là nó sẽ bị vỡ. Đúng rồi. Đấy. Nhà này thì làm anh em có ý kiến gì không? Dạ, không. Anh em thợ có đóng góp cái gì mới cho em không? Gần như thành là chỉ có em chỉ đâu các anh đánh đấy,
chẳng quá trình làm thì cũng có thể đóng góp cho em xem. Đóng góp cho em xem là làm thì cần sửa sang cái gì không? Dưới góc độ là đội thợ. Không. Mình cũng phải nên là ví dụ như chỗ nào chưa hợp tình hợp lý thì bảo em. Chỗ nào cần thay đổi hoặc sửa sang hoặc là làm cái gì nó hiệu quả hơn thì cũng phải đóng góp cho em. Tức là mình cần nhiều cái đầu để cùng nhau làm việc, cùng nhau tư duy để làm ra cái gì nó tối ưu nhất cho bà con thôi. Anh em mình theo em, hai em đi thì mọi thứ thì hai em đã làm hết rồi. Anh em mình chỉ theo như em... Vất vả nhất vẫn là các anh. Động chân, động tay làm rất là nhiều. Chỗ nào nếu như thừa thiếu này, thừa hoặc là cần anh em giúp đỡ hoặc hỗ trợ thì cứ anh em mình cũng hỗ trợ giúp đỡ thôi. Được rồi, thế không có cái gì thì thôi, nhưng mà có cái gì thì phải góp ý lại cho anh em luôn nhé. Còn hôm nay đến đây thôi thì cũng nghiệm thu mọi cái công việc xây dựng của đội thợ tại nhà anh nô máy cho tất cả các bác được biết, cũng như Khâm đã thanh toán cái số tiền còn lại công thợ cho anh em rồi. Vẫn là 25 triệu tròn. Thì cũng cảm ơn cho sự cố gắng của tất cả các anh em thợ thôi, trong quá trình làm nhà cũng đã rất là nhiệt tình. Đường xá xa, tuy nhiên thì mình vẫn phải đi làm thôi, không đi làm thì không có việc ở nhà, không có việc làm. Đấy, cố gắng làm. Đến đây thôi thì một lần nữa các bác cùng chúc mừng cho nô máy sắp có một căn nhà mới để vào ở rồi. Có lẽ là tối hôm nay là mọi người có thể xuống ở được rồi đấy. Chỉ thiếu mỗi cái phần cửa thôi. Thì cháu Khâm sẽ nhanh chóng hoàn thiện nốt cái phần cửa này để được bàn giao cho gia đình. Cảm ơn các cô các bác rất là nhiều. Đến đây thôi, video xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại tất cả các bác nhé, trong những video tiếp theo. Xin chào.